Triệu Lệ Dĩnh bị đồn ly hôn vì trầm cảm sau sinh, lộ quan hệ thật với kẻ thù Dương Mịch. Mới đây, truyền thông Đài Loan tiếp tục đăng tải bài viết mổ xẻ nguyên nhân ly hôn của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong. Theo truyền thông Đài Loan, một trong những nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng hôn nhân giữa vợ chồng Phùng Thiệu Phong là do chứng trầm cảm sau khi sinh của Triệu Lệ Dĩnh. Chứng trầm cảm của Triệu Lệ Dĩnh khiến hai vợ chồng không thể tìm được tiếng nói chung. Triệu Lệ Dĩnh được cho là trở nên căng thẳng hơn sau khi sinh, thậm chí ngay cả sau khi tuyên bố ly hôn, các triệu chứng trầm cảm vẫn không hề thuyên giảm. Gần đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng đang cố gắng giảm bớt lịch trình tham gia các sự kiện để tránh bị căng thẳng. Đó chính là lý do vì sao Triệu Lệ Dĩnh chỉ nhận chụp ảnh bìa tạp chí thời trang, phỏng vấn hoặc nhận tham gia những sự kiện quy mô lớn. Ngoài ra, giới truyền thông Đài Loan cũng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong sẽ không có cơ hội tái hợp, chủ yếu là vì sự chênh lệch về gia thế. Thậm chí có nguồn tin cho rằng mẹ Phùng Thiệu Phong vốn không thích Triệu Lệ Dĩnh. Nếu không mang thai trước thì Triệu Lệ Dĩnh cũng chẳng được chấp nhận bước chân vào nhà họ Phùng. Tuy nhiên, nhiều người nhận thấy thông tin báo chí Đài Loan đưa hoàn toàn vô căn cứ, bởi vào ngày 1 tháng 6 tới đây, Triệu Lệ Dĩnh cũng có chia sẻ về cuộc sống cá nhân trên trang Weibo. Trong hình ảnh được chia sẻ, thần sắc của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn bình thường, không giống người bị trầm cảm. Bên cạnh đó, trang QQ cũng có bài viết tiết lộ về sức khỏe hiện tại của diễn viên họ Triệu. Sau khi kết hôn và sinh con, Triệu Lệ Dĩnh có màn thay đổi nhan sắc ngoạn mục khiến cả showbiz trầm trồ. Ai cũng phải nhận ra rằng visual và cả hằng thái của nữ diễn viên lên hương ngút ngàn. Vậy như sau sinh, Triệu Lệ Dĩnh bắt đầu rụng tóc rất nhiều, tinh thần của cô cũng thay đổi. Điều đáng nói giờ đây, chứng rụng tóc ngày càng nghiêm trọng, đến mức Triệu Lệ Dĩnh đã phải dùng tới tóc giả. Tại sự kiện livestream gần đây, nữ diễn viên đã bị soi kẹp phần tóc giả khá dài trên đỉnh đầu. Một nguồn tin còn cho hay, trong một lần chụp ảnh cho tạp chí, Triệu Lệ Dĩnh thậm chí còn yêu cầu stylist giúp cô đổi tóc giả để che đi khiếm khuyết rụng tóc. Trang QQ cũng đã chia sẻ thêm rằng trước đây, Phùng Thiệu Phong cũng đã nói về tình trạng tâm lý thay đổi của nữ diễn viên. Cô có nhiều thay đổi khác lạ so với trước, từ một cô gái kiên cường mạnh mẽ trở thành bà mẹ bỉm sữa hay khóc. Sau khi lên thiên chức, phụ nữ rất dễ mắc trầm cảm sau sinh. Nhiều người từng cho rằng cô cũng giống như các bà mẹ bỉm sữa khác. Tuy nhiên, thời điểm đó, cả hai vợ chồng đều lên tiếng phủ nhận. Việc ly hôn chắc chắn gây ảnh hưởng đến Triệu Lệ Dĩnh. Nhiều netizen cho rằng Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang chịu áp lực rất lớn, khó có thể trở lại sự nghiệp như hồi trước khi kết hôn. Không chỉ vậy, những tin đồn dồn dập trong giới chưa rõ đúng sai cũng khiến cho cuộc sống độc thân của nữ diễn viên họ Triệu gặp nhiều điều tiếng. Theo dòng sự kiện, mới đây, truyền thông Trung Quốc đã có bài viết hé lộ mối quan hệ thật của Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh. Hai nữ diễn viên sở hữu rất nhiều điểm chung, ví dụ như họ đều là tiểu hoa 85, phấn đấu nhiều năm để vươn lên thành ngôi sao hàng đầu showbiz hoa ngữ như hiện tại, có hướng đi trong sự nghiệp khá giống nhau và cả đường tình duyên cũng rất gian truân. Chỉ có điều hai nàng mỹ nhân nổi tiếng này được cho là kẻ thù không đội trời chung. Dân tình cũng cho rằng họ sẽ không thể nào trở thành bạn bè thân thiết được. Tuy nhiên, trang NetEd lại khẳng định mối quan hệ giữa Dương Mịch Triệu Lệ Dĩnh vốn không tồi tệ đến mức ấy, thậm chí còn khá tốt đẹp là đằng khác. Vào năm 2011, khi đó Triệu Lệ Dĩnh chưa nổi tiếng vì có gương mặt hao hao giống Dương Mịch mà cô bị fan hâm mộ của đồng nghiệp nhận nhầm. Quá tức giận, Triệu Lệ Dĩnh đã đăng bài chỉ trích fan Dương Mịch, điều này khiến cô bị cư dân mạng ném đá. Không lâu sau đó, nàng Sở Kiều đã lên tiếng giải thích, hy vọng người hâm mộ sẽ bình tĩnh và dừng việc tranh chấp lại. Quả thật, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh vốn không có tiếp xúc gì nên giữa họ khó mà tự nhiên xuất hiện ân oán được. Sau này, khi Triệu Lệ Dĩnh đóng bộ phim Bí mật của người vợ và hợp tác cùng Lưu Khải Uy, Dương Mịch đã có vài lần đến trường quay thăm chồng nên hai nàng tiểu hoa cũng có cơ hội tìm hiểu lẫn nhau. Mối quan hệ hai nữ diễn viên Tân Hồng Lâu Mộng cũng trở nên tốt đẹp hơn. Khi có người hỏi Dương Mịch nhận xét thế nào về Triệu Lệ Dĩnh thì nàng Bạch Thiển đã dùng 8 từ để hình dung: phim hay, người đẹp, tính cách thẳng thắn. Theo netizen thì lời nhận xét này của Dương Mịch dường như đã dẹp tan đi những tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa cô và Triệu Lệ Dĩnh.